Hello, xin chào các bạn. Hôm nay á, để mình xem mạng có tốt không. À, cũng được đó. Mình sẽ chơi một phần chơi ở trong đây nè. Mình đang có rất là nhiều ít kim cương, có rất ít kim cương. Mình phải cố gắng collect để mình có thể chơi. Bây giờ mình sẽ chơi cái phần đầu tiên. Level 1 của cái map Jurassic Mash này. Mình sẽ bấm từ từ cho các bạn đọc nha. Ok. Sẽ chơi cái gì đây? Trong cái map này thì mình phải dùng cây lấy xanh. Bây giờ mình sẽ dùng cây lấy xanh. Tá nữa zombie cũng khá là đông nữa nha. Một con min nổ, một con min bóng tối và một con min thông min. Ok. Nhiệm vụ đầu tiên của mình là đặt con min gai kéo. Min gai thì phải tạo ra 6 con gai ở level 3. Và mình sẽ có một chút sân để cho mấy cây ở mặt trời. Thấy các bạn thấy không? Mới vô thôi đã có rất là nhiều loại zombie đông. Zombie này là zombie level 1. Không phải level mạnh cao đâu nha các bạn. Nào 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 nào. Chọc nó. Thành xe nóc lốp vậy. Mốt lốp. Wow. Nổ chết hết đâu rồi. Ui, nó móc lớp, móc lớp, móc lớp kìa. Thôi nhìn nó ngăn. Ui, xồi, đúng lúc móc lớp. Thôi mình đúng quá hay. Trong mà này không biết có con gì. Đừng xin. Ê đây. Được. Sao? Cho phép nó đẩy. Nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt cái con Pokra. Ôi. Má ơi, cứu mình. Con này chết nó cho rồi. Tốn sao mình phải dùng. Một chồng chết con yêu mập bê cổ đại. Không biết con yêu mập bê cổ đại máu của nó có sâu hay không à? Sao ở mập cổ đại là yếu nhất. Yeah. Trời ơi, à, vẫn còn một con, vẫn còn một con. Hai con luôn. Chọc mấy phát chết liền. Vẫn có ganh ganh tua. Không biết nào máu sâu của mình sẽ. Zombie. Chọc. Ui, nó ăn, nó ăn, nó ăn. Úi trời ơi, xí nữa nó ăn. Thôi mi, nó còn xí nữa nè. Mấy phát thôi là đã chết hết rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chúng ta đã vượt qua cái màn đầu tiên rất là nhanh. Khá là lâu chút rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với màn thứ hai. Liệu có khó hơn chút không? Ok, giờ sao? Ồ, mới cái màn thứ hai thôi mà nó đã mất hết xe đẩy rồi. Mình ủa cái con Primal Visitor của mình được boost nè. Nào nào bắn 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 nè. Khi mà được gốc cây lửa boost thì rất là mạnh. Có cái con Primal có con đang quên mất tên rồi. Xong thì mình cũng không phải là có quá nhiều. Nào 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 nào. Chúng ta cùng. Ui. Cố lên, cố lên. Bắn nó, chết nó, chết nó, chết nó.
Chết luôn chứ gì nữa. Nhưng mà cái hành dưới mới gọi là khó. Bắn chết cả đám luôn. Chết một con thì hơi bị phí đạn nha. Bắn rồi. Ui. Bắn. May là có flank food chứ không là bắn đạn. Bắn. Chết ngần tôi đi. Chết nó luôn. Bắn ạ. Ok. Bắn. Ôi. Nguy hiểm. Ok. Đã xanh thôi là đã cũng đã đủ mạnh để có thể giết được một con ngân tua này. Ngân tua này chết rồi, chết rồi. Bắn chết nó đi cho rồi. Bắn này y một cây của đạn nhanh luôn. Nó lại gấp nữa rồi. Kệ nó đi. Giật chết nè. Con này giật yếu hơn. Bớt coi vì một bên này quá nguy hiểm. Con đợi với lại con đợi cổ đại này nữa, nó bắn tốc độ đạn nhưng nó không phải là quá nhanh. Còn bây giờ thì mình sẽ trồng lên trên tiếp. Đợi cổ đại hành giữa phải cho thêm chút nữa, cái hành giữa là zombie tốc độ khá đông. Bắn. Giờ mình sẽ để đạn lên trên tiếp tục bắn. Sòi gần tua. Chết luôn. Bắn nó nào. Giết nó. Bắn. Đấy, có con đậu hai đầu nó bắn nữa chứ. Giờ hầm dưới mình chỉ cần một. Không cần đâu. Bắn ạ. Chết luôn. Màn này wow rất là nhanh. May là được ăn cloud food sẵn luôn đấy. Chứ không là cũng thua à. Ok, chúng ta đã vượt qua. May là con đậu cổ đại của mình bỗng nhiên được flash food sẵn luôn. Nhưng mà chơi cũng hơi phí đấy. Chứ không zombie nó cũng lên nó áp đảo. Ok, mình sẽ ra ngoài. Ở chỗ mình có chỗ đang nghe cải lương nha. Mẹ mình đang nghe cải lương. Nên mong các bạn thông cảm về cái tiếng ồn. Shinvine à, mình nói nhầm nha, Shinvine. Ủa con Shinvine được boost cũng được. Jellybean cũng được. Hoa hướng dương không cần thiết đâu. Ok. Cái con Shinvine bây giờ để ăn fast food rồi. Nên chúng ta sẽ được phải tiếp tục lát nữa mình chơi sống mà nếu không biết là chọn cây hay là chơi không thôi. Tăng tăng tăng. Đừng nói chọn cây thôi nha. Sọt. Được phải bị chọn cây rồi. Ok. Lê ra từ từ thôi nha. Bớt nha, nhưng mà P là phải đi từ từ thôi. Đi một cây ăn một xì hơi luôn. Bắn ạ. Bắn. Gầm đi. Ây cà. Ui chát trời. Italia cũng như bây giờ cũng đâu ở năm chắc là năm biết chân bây rồi. Rồi đẩy được sát luôn quá hay. Ôi trời ơi, chưa kịp bóng cái tàu rồi boss. Yes.
Nhưng mà này quá à. Có lẽ do mình dùng quá nhiều Stalia. Với lại mình ghét mà này là nhất là cái con khủng long. Các bạn đừng quan tâm nha. Cái team của mình gửi tin nhắn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ chơi lại. Đây mình đang rất là tức giận. Úi trời ơi. Ok, bây giờ bắn nè, bắn nè, bắn nè. B hả? Mà B hạt trên. Ăn hạt bích thối em. Không đi qua hành xa nữa. Đúng rồi, xí nữa nó đi bay là chết đúng hành xa. Video này sẽ hơi dài chút xíu nha, bởi vì mình phải chơi tới 10 map lận. Chơi xong rồi tối nay mình sẽ làm về. Gì đó mình quên mất rồi. Nhiệm vụ trong level này là không được dùng quá 100 sao. Bây giờ cái con Sylvan này. Nhìn cái boost cho cái con. Van, sàn van thì được. Mọi người ăn vào cuối này nha. Tất cả cứ cho bọn người một tay nó lồn nó ăn. Còn chọc stone cũng được. Thông cảm. Ôi 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 ôi. Ta còn phải bảo vệ cái cây còn cái sọc. Cái con sóc tôi này không quá là phải. Ôi, ăn được kìa. Tướng nó không ăn được chứ. Khó khăn bởi cái con lòng. Đây gần gần tổ ui trời. Mình quên nhiệm vụ trong level này luôn. Giờ
nhiệm vụ của mình tiếp tục đó là trồng cây. Video này sẽ dẫn tới 30 phút cũng được nữa. Cảm ơn các bạn thông cảm nha. Video của mình hơi lâu chút. Đứa cây nè. San vai biến mất rồi. Hot dead cũng được. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái sắp kiếm được 100 gold rồi. Mà chúng ta vẫn mới vượt qua mát thứ mấy vậy? Combo ra của mình ăn phút cũng không phải là quá mạnh. Trong cái đám này không có con, cái cây mạnh nhất trong cái đám này chính là cái con bùn đa đó. Các bạn thấy không, con bùn đa trọng 2 phát là đúng một con rừng trẻ. Sáu rồi, mong các bạn thông cảm video mình hơi lâu. Chiều nay mình tiếp tục vào Binata. Cái này nó khá là giống với cái Arena một lần trước của mình. Giống sao cũng trời. Là phải để dành cho con đậu ba đầu nữa chứ. Cháy cây của mình cháy vô đất luôn. Yeah.
thành mốt cano gì á. Lần sau chúng ta cũng tiếp tục qua tiếp một level, một cái map nữa. Sao bom nó sao không hiểu, nhưng mà không hiểu gì á. Thì ra là nó cho chơi cách cây. Đang từ từ công an, sao anh vội thế? Ốc cho nổ có lượng đam khá là lớn á. Tự nhiên cái con zombie đấy tự chết luôn, tự tử. Không biết zombie có ngu hay không mà tự nhiên nó tự chết luôn. Cái con tự nhiên đi sau đấy, tự đồ nó qua sang nhà nó rồi mới chết. Ai ngờ đâu nó chết ngay tại chỗ luôn. Giờ chúng ta còn tiếp tục chơi cái map cuối cùng mà mình được chọn cây hay là mình sẽ được gì. Ok, tiếp tục chọn cây. Con gặp xương đấu với con gần tua thì đương nhiên nên ngân tua thắng rồi, có thể đánh bài mà ngân tua được đấy. Không dùng cây lá xanh mà vẫn có một thêm một cái cây. À, map đây mới là map số 8 rồi. Giờ mới là map cuối cùng, là map số 9, là map cuối cùng chọn cây. Friendly defense. Ok. Defense.
dùng cây chọn sẵn. Tuy nhiên là mình sẽ dùng cách tất cả các con viên thôi, cùng với con bật ra. Nên như mình sẽ thêm có xanh một chút chứ đâu phải không đâu mà. Nhờ không các bạn. Bố cái là một phút nữa đấy. Bây giờ mới là level khó nhất nè, đấu với con robot. Robot nói gì đây? Con robot cho những cái rồi. Edition Sonic Your Travel Break. Bò. Chết. Chúng ta sẽ Benebusu cũng có con này nha các bạn. Có lẽ là do con này nó chơi Benebusu. Mình nói là người sản xuất game của con này. Tiếp tục nào, mình lỡ ngừng video à. Ăn luôn cả bún cái ăn Yeah.